Xin chào tất cả mọi người đã đến với Akala Thái Nguyên. Hiện tại nhiều bác sử dụng xe ô tô thì vẫn đang khi mà tham gia giao thông ấy thì vẫn đang cầm cái điện thoại này để xem bản đồ, và nghe nhạc thì vẫn đang bắt qua Bluetooth để nghe nhạc. Thực ra thì khi sử dụng quen thì mọi người thấy bình thường, nhưng mà khi mà phải đi liên tục, phải xem bản đồ liên tục và mình cứ phải thao tác kết nối qua Bluetooth ấy, nó rất là bất cập luôn. Nó ảnh hưởng đến cái an toàn khi mà mọi người lái xe. Thì cái giải pháp tốt nhất để không phải cầm cái điện thoại này mình xem bản đồ khi lái xe, và không phải là bắt qua Bluetooth để nghe nhạc nữa, thì cái giải pháp tốt nhất với những cái dòng xe như này, dòng xe đây là một ví dụ, đây là một con Camry 2016. Với những cái dòng xe như này thì mọi người cách tốt nhất là nên lắp đặt một bộ màn hình liền cam, một bộ màn hình Android. Đấy, anh vào xe đi thì em giới thiệu cho mọi người thì để xem là sau khi mà lắp đặt một cái bộ màn hình Android cho xe ô tô thì nó sẽ như thế nào. Tất nhiên là lắp đặt là nó sẽ có cái mặt dưỡng này để lắp đặt zin nhá. Mọi người có thể thấy mọi người lắp đặt zin. Đây là cái màn 9 inch lắp cho xe Camry 2016. Hiện tại thì bên em vừa nâng cấp một bộ màn hình ZTEC với cấu hình là chip 8 RAM 2GB, ROM 32GB, đầy đủ các cái tính năng. Khi mà anh em lắp lên mình sẽ sử dụng được YouTube này, trực tuyến luôn nhá. Đây là trực tuyến nhá, không phải là mình tải về đâu, trực tuyến luôn ạ. Tất cả là online trực tuyến đó. Đấy, hay chưa? Đấy là kết nối trực tuyến, xem các kênh giải trí trên YouTube, các ca nhạc, video mình muốn mở gì mình mở trên YouTube là hoàn toàn được trực tuyến hết. Đây là bản YouTube, như là cái trên bản YouTube trên điện thoại của mình. Một cái nữa đó là về cái map, là cái bản đồ đó. Bản đồ thì nó sẽ có bản đồ Việt Map này. Việt Map 1 là có hỗ trợ cảnh báo giao thông này, Google Map, Navitel. Nhưng mà thông dụng thì mọi người ví dụ như đi gần thì mọi người sẽ sử dụng là cái Google Map, còn đi xa mà cần hỗ trợ cảnh báo giao thông tốc độ thì mọi người sẽ sử dụng cái S1 này nhá, rất là tiện luôn. Thì cái này anh cài rồi nhá. Dẫn đường tới sân bay Nội Bài bằng Việt Map 1. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Việt Map S1. Một thao tác rất là nhanh thôi, là anh em chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi là sẽ chỉ cái lộ trình của mình muốn đi từ thành phố Thanh Nguyên này, Dọc Sơn này, đấy, thành phố Thanh Nguyên này. Khi mà mình di chuyển ấy thì nó sẽ cái lộ trình này nó sẽ loát, kể cả mình không đi theo đúng cái cung đường này, nhưng mà nó sẽ loát theo cái lộ trình mà cái điểm đến mình muốn đến. Và khi anh em sử dụng cái bản đồ Việt Map 1 này thì nó sẽ hỗ trợ cảnh báo giao thông nhé. Ví dụ anh em đi quá tốc độ nó sẽ cảnh báo là bạn đi quá tốc độ, hoặc là có cái phần nguội thì nó sẽ báo là có camera giám sát tốc độ, chú ý tốc độ. Đấy, thì nó rất là tiện, rất là hay. Đây là về cái bản đồ Việt Map 1 này. Cái nữa đó là thêm cam hành trình. Đấy, khi lắp cái bộ màn hình này sẽ tặng thêm bộ cam hành trình ghi hình đằng trước. Đấy, hay là mình đang xem lại đây, nó sẽ có cái thời gian các cái video ở đây. Ví dụ như 33 này, đây là đang là tính 2 phút, 1 là 29, 31, 33 này. Mỗi một video thì và nó sẽ ghi đè. Với cái dung lượng là 32GB thì mọi người có thể thoải mái thôi để xem lại các cái hành trình trên các cung đường. Và nó có hỗ trợ kết nối cả Wi-Fi này, Wi-Fi và 4G. 4G thì nó sẽ có cái cổng khe cắm SIM ở đây, thì mọi người chỉ cần cắm cái SIM mạng và mọi người có thể sử dụng trực tuyến qua hệ thống Internet 4G. Còn không thì mọi người có thể bắt Wi-Fi từ điện thoại ra cũng được. Đấy. Và một kho ứng dụng nữa đó là CH Play, thì khi mọi người chỉ cần đăng nhập cái mail thôi. Đăng nhập cái mail mọi người vào là mọi người có thể tải được các cái tính năng, các cái ứng dụng. Ví dụ như là TikTok, hoặc là YouTube, hoặc là nói chung các nền tảng xã hội, hoặc là các cái ứng dụng mà mọi người cần muốn tải về sử dụng trên màn zin, hoặc là có thể tải là Zalo về để khi mà nào mà đi đâu chẳng hạn, có người gửi vị trí thì mọi người có thể xem trực tiếp ở trên màn này luôn, chứ không phải cầm điện thoại nữa. Đấy là cái rất là tiện luôn. Đấy, và sau khi mà lắp đặt một cái bộ màn hình Android nó sẽ có đầy đủ các tính năng như này. Và khi cam lùi thì vẫn là cam lùi, thì bên em lên cho một bộ cam lùi AHD, mọi người có thể nhìn thấy so với lại cái cam lùi mà màn zin ấy nó chỉ là cam CCD ấy, thì sau khi lên cái khung hình cam AHD, thứ nhất là về cái màu sắc này và cái độ nét là rất là nét rồi. Đấy, rất đảm bảo cho mọi người khi mà lùi xe nhá. Đó. Đấy là một những cái tính năng mà sau khi mà mọi người lắp đặt một bộ cái màn hình Android cho xe ô tô. Đấy. Và em xin nhắc lại là lắp đặt là hoàn toàn là lắp đặt cắm jack zin nhá. Cắm jack zin ở bên trong này hoàn toàn là cắm jack zin hết, không phải đấu nối, không phải chích khoét, không phải ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe hết nhá.
đó là nhiều cả nhiều bác là vẫn đang băn khoăn là không biết là lắp đặt cái bộ màn hình này là xong nó có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe không, thì em khẳng định và đảm bảo cam kết với các bác là sau khi mà lắp đặt sẽ không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe, cũng không ảnh hưởng gì đến phần mềm của xe nhé. Đó là cái cam kết cũng như là cái khẳng định là sau khi mình lắp đặt bộ bộ màn hình này thì nó sẽ được đầy đủ các tính năng như vậy, và lắp đặt là nó vẫn sẽ đảm bảo cho mọi người. Đấy là mọi người đang cần tư vấn cũng như lắp đặt cái bộ màn hình Android cho xe ô tô thì liên hệ với lại Akala Thái Nguyên hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. À, xin chào các bác, xin chào tất cả các bác.